Mức thuế bảo vệ môi trường hiện là 40.000 đồng 1 kg túi ni lông. Tuy nhiên, qua khảo sát của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn thành phố, thì giá bán bình quân thực tế của 1 kg túi ni lông chỉ là 26.000 đồng 1 kg. Mà giá bán này đã bao gồm cả giá thành chi phí và cả lợi nhuận. Vậy thì vấn đề đặt ra là phải chăng chẳng có chiếc túi ni lông nào phải nộp thuế bảo vệ môi trường cả? Thêm 40.000 nữa thì nó rất là cao. Dân lao động người ta không có xài được. Dân lao động người ta chỉ xài rẻ thôi. Qua đối chiếu, chỉ riêng chi phí điện của hộ kinh doanh còn cao hơn nhiều mức doanh thu khoán của cơ quan thuế. Từ đó, Kiểm toán Nhà nước có cơ sở khẳng định đã thất thu thuế bảo vệ môi trường. Nhà xưởng phía trong này từng là nơi sản xuất túi ni lông của một hộ kinh doanh. Thế nhưng từ sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước về những bất cập trong thuế bảo vệ môi trường, thì địa điểm này đã xin ngừng hoạt động. Vấn đề mà Kiểm toán Nhà nước đặt ra là chỉ riêng tiền điện tại đây đã gấp 3 lần so với mức doanh thu mà hộ kinh doanh báo cáo. Vậy nên vấn đề đặt ra là mức thuế khoán xem ra vẫn còn quá khiêm tốn. Hiện nay thì chưa đưa ra được cái định nghĩa và phân loại rõ về túi ni lông cần hạn chế sử dụng. Có những cái loại túi như là cái túi ni lông chữ T hiện nay đang phổ biến sử dụng thuộc cái chất liệu cần hạn chế sử dụng là có cái chất liệu PE trong đó. Nhưng mà do cái loại túi này là không có đáy túi nên nó không thuộc cái đối tượng là chịu thuế bảo vệ môi trường. Không ít trường hợp doanh nghiệp sản xuất túi ni lông tự hủy sinh học được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận thân thiện môi trường. Nhưng qua kiểm toán cho thấy doanh nghiệp lại chưa đáp ứng tiêu chí này. Cũng có những trường hợp giấy chứng nhận đã hết hạn nhưng vẫn tiến hành sản xuất. Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị cần sớm có quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh túi ni lông theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nói không với rác thải nhựa.